Vì sao Phương Lê mâu thuẫn với Nguyên Vũ, đột ngột trở mặt với Hồng Loan? Đã 8 tháng trôi qua kể từ khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, tuy nhiên những ồn ào xoay quanh vấn đề phân chia tài sản và những câu chuyện bên lề vẫn chưa kết thúc. Gần đây, Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh gặp nhiều áp lực trước những mâu thuẫn, tranh cãi giữa Phương Lê và Nguyên Vũ. Đây cũng là hai người đã đứng ra giúp đỡ và quan tâm Hồng Loan suốt thời gian qua. Mới đây, Phương Lê đã nói lời tạm biệt, đồng thời hủy kết bạn trên mạng xã hội với Hồng Loan sau loạt ồn ào với Nguyên Vũ. Mặt khác, Nguyên Vũ cũng chính thức tuyên bố tạm dừng ra phim ca nhạc với Hồng Loan với lý do nhường nhịn của mọi người vui vẻ. Trước mâu thuẫn ngày càng lên cao, Hồng Loan đã livestream bật khóc, gửi lời xin lỗi đến những nhân vật liên quan trong câu chuyện như Vũ Luân, Diệu Ni, Phương Lê và Nguyên Vũ. Nhiều người không khỏi thắc mắc không rõ lý do vì sao mối quan hệ giữa Phương Lê và Hồng Loan vốn dĩ đang rất tốt lại bất ngờ quay lưng trở mặt với nhau. Được biết, cách đây không lâu, Phương Lê bất ngờ đăng đàn trách móc Nguyên Vũ, cũng là một người anh giúp đỡ Hồng Loan suốt thời gian qua vì đã làm MV ca nhạc cho Hồng Loan mà không bàn bạc với mình. Phương Lê chỉ ra rằng kịch bản của MV ca nhạc do Nguyên Vũ làm có nhiều điểm tương đồng với kịch bản bộ phim mà Phương Lê dự định sản xuất cho Hồng Loan.